Chiến trường Đông Âu mỗi lúc mỗi nguy hiểm trong diễn biến mới nhất chiều ngày 27 tháng 9. Ukraine biến bom GSOW vừa được Mỹ viện trợ thành tên lửa tầm xa tấn công sâu vào Nga, có thể tấn công tới thủ đô Moscow. Ukraine tung bày đàn UAV tấn công rung chuyển vùng Rostov, nhà máy lọc dầu Dovos-Hastinsky của Nga chìm trong biển lửa. Lữ đoàn 72 của Ukraine công bố video từ Voleda phủ nhận tuyên bố về việc rút quân. Ngũ giác đại công bố gói viện trợ mới trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Chuyên gia cảnh báo quân Nga xa lầy ở Ukraine, lãnh chúa Chechnya có thể thừa cơ đẩy ông Putin xuống địa ngục. khối nhà giàu Ả Rập dán đòn đau vào cổ máy chiến tranh của ông Putin. Tất cả sẽ có ngày sau đây. Kính thưa quý vị, chuyên gia quân sự Valery Ryabit cho rằng loại bom Trias OW mà Mỹ vừa công bố cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng hiệu quả để chống lại các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Theo ông, đây là loại bom lượng được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển ở khoảng cách xa. Ông nói trên kênh truyền hình Astro TV rằng, loại bom này có thể có tầm tấn công lên tới 130 km khi phóng từ độ cao lớn. Bom có thể được dẫn đường tới mục tiêu bằng các hệ thống dẫn đường khác nhau, nghĩa là có nhiều biến thể khác nhau. Nó có thể là hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với vệ tinh cũng như hệ thống hồng ngoại. Trọng lượng của một quả bom trên không đạt tới 450 kg. Theo ý kiến của ông, điều thú vị là những quả bom trên không như vậy là một bộ có thể được tinh chế Đúng vậy, Hoa Kỳ đã nghĩ đến việc lắp thêm một động cơ cho những quả bom này để nó có thể bay quãng đường hơn 500 km. Nghĩa là nếu Ukraine làm được điều này với loại bom mới, nó có thể chạm tới thủ đô Moscow của Nga nếu được tiêm kích F-16 phóng chúng từ bên trong lãnh thổ Kursk. Chuyên gia nói tiếp, Ngoài ra, những quả bom như vậy không sử dụng hệ thống DSMAC. Đã có tuyên bố từ Liên bang Nga rằng, việc người Mỹ truyền dữ liệu như vậy có thể gây ra một số tranh giới đỏ nhất định nếu không có dữ liệu này, quả bom trên không này có thể dễ dàng biến thành bom tầm xa. Ông Riabit nói thêm, hơn nữa việc này có thể được thực hiện nhanh chóng và với số lần lớn, có thể được sử dụng hiệu quả cho các mục đích sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga. Quân đội Mỹ hiện có thể có hơn 2.000 đơn vị AGM-154 GSOW, vũ khí dự phòng chung. Theo dữ liệu được trình bày, hơn 2.500 chiếc GSOW đã được sản xuất vào năm 2015, trong đó 1.983 chiếc được sản xuất cho Hải quân Hoa Kỳ và 523 chiếc cho Không quân Hoa Kỳ. Ukraine tung bày đàn UAV tấn công rung chuyển vùng Rostov, nhà máy lọc dầu Novos Kastinsky của Nga chìm trong biển lửa. Máy bay không người lái, đã tấn công nhà máy lọc dầu Novozhostisky ở vùng Rostov của Liên bang Nga. Vào đêm 27 tháng 9, một nhóm máy bay không người lái hướng tới nhà máy lọc dầu Novozhostisky nằm ở vùng Rostov. Thống đốc khu vực Vasily Golubev đã xác nhận rằng vừa tấn công bằng máy bay không người lái. Đồng thời, ông tuyên bố rằng lực lượng phòng không của lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ 7 máy bay không người lái, kênh Ukraine 365 đưa tin. Theo ông Golubev Do các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống bãi đất trống cỏ đã bốc cháy. Tuy nhiên, nó đã được lực lượng đặc nhiệm dập tắt nhanh chóng. Không có thương vong hoặc thiệt hại. Tuy nhiên, người dân địa phương chia sẻ thông tin khác nhau, hóa ra một trong những chiếc máy bay không người lái đã rơi thẳng từ đường dây điện, sau đó một đám cháy bắt đầu. Hơn nữa hầu hết các máy bay không người lái được phát hiện ở tiểu khu Novaya Sokolovka của Novosibirsk, cách nhà máy lọc dầu chỉ 5 phút lái xe. Điều Kremlin cũng tấn công Ukraine vào cuối ngày 26 tháng 9. Máy bay không người lái Kamikaze được phóng từ phía nam đã tấn công các lãnh thổ của vùng Kherson, Nikolaev, Odessa và Dnipropetrovsk. Kẻ thù đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống lại Zaporozhye và trên bầu trời Dnipro. Họ thông báo về việc bắn rơi một máy bay không người lái trinh sát đang tiến hành trinh sát bổ sung. Lữ đoàn 72 của Ukraine công bố video từ Volodya, phủ nhận tuyên bố về việc rút quân. Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine vào ngày 26 tháng 9 đã bác bỏ các báo cáo cho rằng họ đang rút lui khỏi thị trấn Volodya, đang bị bao vây ở tỉnh Donetsk. Lữ đoàn đã công bố một đoạn video được cho là quay tại làng Voleda và cho biết cảnh quay này được thực hiện tại đây vào đầu ngày. Một người lính Ukraine cho biết Chúng tôi muốn xóa tan mọi nghi ngờ và suy nghĩ của các chuyên gia giả mạo rằng, Lữ đoàn 72 đã rút khỏi voleda Mặc dù có những cuộc tấn công dữ dội và hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vẫn ở đó. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một phương tiện truyền thông đưa tin rằng, binh lính Ukraine đã bắt đầu rút khỏi thị trấn, đồng thời nói thêm rằng voleda sắp thất thủ. Lữ đoàn cơ giới số 72 đã bảo vệ Volleda trong gần 2 năm khi quân đội Nga cố gắng chiếm thị trấn này, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào năm 2022. Thị trấn tiên tuyến này nằm cách Donetsk, bị chiếm đóng khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporozhia khoảng 40 km về phía đông. Vuleda đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra vào năm 2022 và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam tỉnh Donetsk. Trong web giám sát cộng đồng Deepstate đưa tin rằng lực lượng Nga đang có ý định bao vây Vuleda. Thống đốc tỉnh Donetsk Vadim Filaskin cho biết, tính đến ngày 25 tháng 9, quân đội Nga vẫn chưa tiến đến ngoại ô của thị trấn. Ông nói thêm, các nhóm phá hoại và trinh sát đang tiến vào, nhưng lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang cố gắng đánh bật chúng ra. Điều này có nghĩa là thị trấn vẫn chưa bị chiếm. Ngũ Giác Đài công bố gói viện trợ mới trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI. Cơ quan báo chí Ngũ Giác Đài đã đưa tin này vào hôm thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2024. Cần lưu ý rằng, gói này sẽ cung cấp thêm cho Ukraine hệ thống phòng không, máy bay không người lái và đạn dược không đổi đất, cũng như củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine và duy trì các nhu cầu bảo trì và hỗ trợ của nước này. Vũ khí sẽ được mua từ ngành công nghiệp thay vì được cung cấp từ kho dự trữ của Mỹ. Gói viện trợ mới bao gồm đạn dược và hỗ trợ cho các hệ thống phòng không Ukraine, đạn dược không đổi đất, máy bay không người lái và các bộ phận để hỗ trợ sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, thiết bị chống máy bay không người lái, tàu mặt nước không người lái, thiết bị liên lạc an toàn, thiết bị và vật liệu hỗ trợ sản xuất đạn dược của Ukraine, phụ tùng thay thế, bảo trì, hỗ trợ và các thiết bị phụ trợ khác. Đây là gói thứ 21 trong sáng kiến USAI dành cho Ukraine của Hoa Kỳ. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 đồng minh và đối tác trong nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine và các liên minh liên quan để cung cấp sự hỗ trợ mà Ukraine cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ngũ Giác Đài cho biết, ngoài gói hỗ trợ này, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn ban hành sắc lệnh phân bổ 5,55 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine từ nguồn dự trữ của Mỹ. Trước đó, trong ngày hôm qua, ông Biden tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí khác nhau, với tổng số tiền là 7,9 tỷ đô la Mỹ. <laughs> chuyên gia cảnh báo quân Nga xa lầy ở Ukraine, lãnh chúa Chechnya có thể thừa cơ đẩy ông Putin xuống địa ngục. Nhà báo, chuyên gia quân sự Ukraine Ivan Ikovina tin chắc rằng số phận của Putin phần lớn phụ thuộc vào Kadyrov và hành động của ông ấy. Nhà báo Ivan Ikovina cho biết, người đứng đầu Điện Kremlin dường như đang phụ thuộc vào lãnh chúa Chechnya. Nếu bây giờ Kadyrov quyết định tách Chechnya hoặc bắt Kavka, hoặc cả hai khỏi liên bang Nga, thì không ai và không gì có thể ngăn cản ông ta, bởi vì toàn bộ quân đội Nga hiện tại đang xa lầy ở Ukraine. Điện Kremlin không còn lực lượng bổ sung nào để chiến đấu ở vùng Chechnya, cùng với Ukraine. Ông Ivan Ikovina đã báo cáo điều này trên Radio NV trên kênh YouTube. Nhà bình luận chính trị giải thích rằng, Kadyrov là ai và làm thế nào mà ông ta có thể dồn nhà độc tài Nga vào góc mùa. Putin hoàn toàn 100% phụ thuộc vào thiện chí của Kadyrov. Nếu Kadyrov muốn, ông ta sẽ đẩy Putin vào một tình thế hoàn toàn khốn nạn, nơi Putin sẽ buộc phải thua hoặc một cuộc chiến vì Caucasus, hoặc một cuộc chiến vì Ukraine, và rất có thể là cả hai cuộc chiến. Nhà báo Ukraine nhấn mạnh, ngoài ra hiện có hàng nghìn người của Kadyrov sống ở trung tâm Moscow trong khách sạn tổng thống, và đây đúng là cách điện Kremlin 500m qua sông Moscow. Giờ đây thì những người này về cơ bản là những người bảo vệ cá nhân, bảo vệ Putin khỏi bất kỳ cuộc đảo chính từ bất kỳ ai thuộc phe đối lập Nga. khối nhà giàu Ả Rập dán đoạn đau vào cổ máy chiến tranh của ông Putin. Ả Rập Xê Út chuẩn bị tăng sản lượng dầu để dán một đòn mạnh vào cổ máy chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc xâm lược Ukraine của ông. Tờ Financial Times, Ả Rập Xê Út chuẩn bị từ bỏ mục tiêu giá dầu thô 100 đô la một thùng khi nước này chuyển sang tăng sản lượng, cho thấy họ chấp nhận mức giá thấp hơn. Quyết định này được đưa ra bất chấp việc các thành viên OPEC cộng trước đó đã cắt giảm sản lượng nhằm giữ giá ở mức cao giá dầu thô Brent đã giảm xuống dưới 70 đô la vào đầu tháng này, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Mặc dù vậy, các quan chức Ả Rập có kế hoạch tăng sản lượng bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, có khả năng kéo dài thời gian giá giảm. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với trọng tâm trước đây của Ả Rập Xê Út là ổn định giá. Việc Ả Rập Xê Út tăng cường sản xuất dầu, đặc biệt là khi giá dầu giảm có khả năng gây tổn hại đến nền kinh tế Nga. Các chuyên gia đã nói với Newsweek rằng, động thái của Saudi Arabia sẽ gây căng thẳng cho ngân sách của Nga khi nước này tiếp tục xâm lược Ukraine. Nga phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ dầu mỏ để tài trợ cho các nền kinh tế và các hoạt động quân sự ở Ukraine. Oresia Lushevich, trưởng diễn đàn Ukraine tại Justham phát biểu với Newsweek rằng dầu khí vẫn là một trong những nguồn thu ngân sách chính của Nga. Cho đến nay, bất chấp mức giá trần do EU áp đặt, Nga vẫn xoay sở để tăng các nguồn thu nhập đó Vốn là chìa khóa để tài trợ cho cuộc chiến tranh của nước này ở Ukraine. Giá dầu giảm nếu đáng kể sẽ gây thêm áp lực cho ngân sách của Nga. Các lệnh trừng phạt khiến việc tiếp cận các bộ phận trở nên đắt đỏ hơn đối với Nga, do đó việc hạn chế thu nhập từ dầu sẽ gây áp lực lên hệ thống. Khi Ả Rập Xê Út tăng nguồn cung, giá dầu toàn cầu có thể giảm, gây áp lực lên Nga, đặc biệt là trong bối cảnh lệnh trừng phạt và cuộc xâm lược đang diễn ra ở Ukraine. Sự ổn định kinh tế của Nga có thể suy yếu do doanh thu từ dầu mỏ giảm nguồn tài trợ cho các lĩnh vực chính phủ quan trọng, bao gồm cả các nỗ lực quân sự. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường dầu mỏ có thể làm xói mòn thêm thị phần của Nga, thách thức khả năng phục hồi tài chính của nước này. Ả Rập Xê đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng đối với việc chiếm lược thị trường dầu mỏ của nước này, khi nguồn cung từ các nhà sản xuất không thuộc OPEC như Hoa Kỳ đã tăng và nhu cầu ở Trung Quốc suy yếu. Mặc dù giá dầu thô Beirut trung bình ở mức 73 đô la một thùng vào tháng 9, trong bối cảnh chiến tranh khu vực, Ả Rập Xê Út đang thay đổi ưu tiên. Mặc dù cơn giá gần 100 đô la một thùng để cân bằng ngân sách và tài trợ cho các dự án lớn, vương quốc này không còn muốn mất thị phần nữa. Họ có kế hoạch tăng sản lượng dần dần trong khi dựa vào dự trữ ngoại hối và nợ công để quản lý giá thấp hơn, báo hiệu một sự thay đổi chiến lược để duy trì sự thống trị thị trường. Bước đợt tuân thủ của các thành viên OPEC vẫn là mối quan ngại khi Saudi Arabia đang cân nhắc tăng sản lượng nhanh hơn nếu các thành viên như Iraq và Kazakhstan không đạt được hạn ngạch. Động thái này có thể làm suy yếu nền kinh tế Nga vì sự cạnh tranh trên thị trường dầu mỏ có thể làm xói mòn thị phần của Nga. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, các thành viên OPEC cộng bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, UAE và các nước khác đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến nhấn mạnh cam kết tuân thủ các giảm sản lượng tự nguyện. Iraq và Kazakhstan, hai quốc gia đã sản xuất quá mức kể từ tháng 1 năm 2024, đã tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận và đệ trình lịch trình bồi thường lên bàn thư ký OPEC. Điều này diễn ra sau các đợt cắt giảm tự nguyện bổ sung được công bố vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, như một phần trong nỗ lực liên tục của nhóm nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Mục tiêu chung là bảo đảm tuân thủ các điều chỉnh sản xuất này. Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã nhiều lần bị lực lượng Ukraine nhắm tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung tin tức của chúng tôi tại đây. Mời ý kiến đóng góp xin mời quý vị hãy để lại trong chương trình dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại tại những bản tin kế tiếp.